chào các bác yêu lan ạ. Thì vườn lan rừng hôm nay lại chia sẻ những cái giỏ lan rất là đẹp gửi đến các bác anh chị các trong các cô ngày hôm nay ạ. Và thực ra thì hôm nay em cũng rất là nhiều sẽ lên cái video vào buổi tối các bác nhé. Và để tri ân cho cái mã mở hàng cho cái ngày mùng 1 thì anh chị các cô muốn sản phẩm thì gọi điện trực tiếp đến số là 0977842981 các bác nhé. Và em gái kính mời các bác đón xem trong ít phút trên tay em đó là một cái chậu cửu long cao phong các bác ạ. Và mở đầu ngay thì em sẽ chia sẻ cái chậu cửu long cao phong này có mã là C1 các bác nhé. Và anh chị các cô nhà mình sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho shop theo số em đã ghi trên bài rồi các bác nhé. Đó là một cái giỏ cửu long có mã C1 em chia sẻ với giá là 220k để mở lập đầu ngay các bác nhé. Tri ân cho cái ngày mùng 1 nói chung là để rất là rẻ các bác ơi. Bình thường cái giỏ này thì bây giờ như cái giá hiện tại thị trường nói chung là lan rẻ các bác cũng phải mua tầm 500k một chậu rồi ạ. Rồi với một cái chậu cửu long cao phong các bác nhé. Đó anh chị các cô nhà mình sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho em gái các bác nhé. Theo số em đã ghi trên bài được các bác nhé. Tiếp đến thì em gái chia sẻ với bác đó là một cái chậu kiếm xanh huế các bác ạ. Đây là một cái chậu kiếm xanh huế này thì nó củ rất là to các bác ơi. Đây em gái kính mời các bác đón xem nhé, củ nó rất là to. Và anh chị các cô nhà mình thấy là củ nó bằng cái bàn tay luôn rồi. Cái chậu này của em thì có 3 măng các bác ạ, 3 măng một chậu xanh huế các bác nhé. Cây hoa tại chậu này. Nói chị các cô mà mình đã từng mua cây mà nó đã chưa đúng mặt hoa, chưa chuẩn thì hôm nay các bác sưu tầm luôn nhé. Tại vì số lượng trong vườn nó cũng còn ít thôi ạ. Và đặc biệt trong cái like ngày hôm nay cũng là like mùng 1, nên là anh chị các cô mình mà sưu tầm được thì chốt cho em cái chậu xanh huế để em chia sẻ các bác là 580k các bác nhé. Chậu này của em thì nó rất là to các bác ơi, củ này nói chung là củ to măng lớn các bác nhé. Các bác vào hội lan kiến Huế các bác sẽ biết là giá như thị trường bây giờ các bác cũng phải mua tầm hơn 1 triệu một củ. Và cái mã này em chia sẻ các bác với giá là 580k các bác nhé, cho một cái chậu lan xanh Huế các bác ạ. Anh chị các cô nhà mình sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho em gái các bác nhé. Đó là một cái chậu xanh Huế phải nói rất là đẹp luôn các bác anh chị các cô nhà mình nhé. Tiếp đến thì em sẽ chia sẻ cái mã tiếp theo và gửi đến anh chị các cô mình trên live ngày hôm nay, đó là một cái chậu lan cẩm báo các bác ạ. Em chia sẻ một cái chậu lan cẩm báo các bác nhé. Đây là cái dòng cẩm báo hay các bác còn gọi là da báo các bác ạ. Một cái lũa lan thì phải nói rất là khủng các bác ơi. Đây trước màn hình đó là một cái chậu cẩm báo thuần này, thì nó cũng được gần 3 năm tuổi rồi các bác ạ. Đây cái giỏ cẩm báo các bác nhìn này, vừa được thuần trên trụ gỗ vừa trên chậu nhé. Và đặc biệt trong cái like ngày mùng 1 này thì các bác sưu tầm mở hàng thì chốt cho em nhé, gọi là mã xin lộc ạ. Mã xin lộc em chia sẻ các bác với giá là 800k cho một cái chậu cẩm báo khủng các bác nhé. Cẩm báo này phải nói rất là khủng luôn, cho một cái chậu là cẩm báo hay các bác còn gọi là da báo các bác nhé. Giỏ này là giỏ khủng các bác ạ. Cho một cái giỏ cẩm báo khủng hay các bác còn gọi là da báo, nói chung là nó có mặt hoa là hoa độc lạ các bác ạ. Nên chị các cô mình sưu tầm thì chốt cho em nhé, tại vì dòng cẩm báo này hoa nó rất là đẹp, nó không những đẹp mà hoa cẩm báo nó cũng bền các bác ạ. Đó anh chị các cô mình sưu tầm được thì chốt cho em nhé, cẩm báo 1 nhé. Em có cẩm báo 2 nữa phải nói rất là đẹp. Và anh chị các cô sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho vườn nhé. Đó, theo số là 0977842981 các bác nhé. Nên có mã cẩm báo 2 các bác này. Đó, tiếp đến là em lên một cái chậu cẩm báo thứ hai phải nói cây rất là to các bác ơi, cây rất là to. Và thuần được một cái giỏ cẩm báo như thế này nó cũng mất khá là nhiều thời gian các bác, tại cẩm báo thì ghép nó lâu nhé. Đây các bác chị các cô mình ơi, chậu này của em cũng rất là to. Và cái chậu này em chia sẻ các bác với giá là 750k các bác nhé. 750 cho cái chậu cẩm báo 2. Bác chốt cho em là cẩm báo 2 các bác nhé, cẩm báo 2. Đó tại vì trong vườn hôm nay thực tế là nó cũng chỉ còn có 2 chậu thôi các bác ạ. Còn có 2 chậu duy nhất thôi nên là anh chị các cô thì mình mới sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho vườn nhé. Đó, tiếp theo thì em gái giới thiệu các bác đó là một cái lũa nhạn. Nhạn này nó là cái dòng nhạn va các bác nhé, hoa của nó là hoa xanh cốm hay các bác còn gọi là cái dòng nhạn đột biến các bác, hoa xanh cốm nhé. Và thị trường cũng đang bán một cây như thế này thì nó dao động từ 480k đến cho 600k một cây các bác ạ. Lũa này của em thì có 3 cây, đồng nghĩa là mẹ bồng con đấy các bác ơi, đang đẻ mẹ con này. Đấy. Và trên cái đầu lá thì nó có hơi bị xước một tí các bác nhé. Đây ong châm này. Tức là nó bị rám các bác ơi, rám một chút này. Thì coi như cái giò này thì em cũng chia sẻ rất là rẻ để tri ân cho cái ngày mùng 1. Đấy, các bác biết cây lớn này, 3 cây rất là khủng và dáng thì rất là đẹp nhé. Cái mã này thì em gửi đến các bác anh chị các cô trong cái like ngày hôm nay chia sẻ cái mã này với giá là bình thường cái lũ này em bán hơn 1 triệu, em chia sẻ các bác 750 các bác nhé, 750k. Đó một cái giò nhận va hoa xanh cốm các bác nhé. Một giò nhận va hoa xanh cốm. Anh chị các cô mình chốt thì liên hệ trực tiếp cho vườn các bác nhé. Riêng cái dòng xanh cốm này cách nhà em sưu tầm rất là nhiều. Không những nó đẹp mà hoa nó rất là thơm các bác nhé. Đó anh chị các cô nhà mình sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho vườn theo số
0977842981 các bác nhé. Đó là một cái giò nhặn va. Và tiếp theo thì em gái giới thiệu thêm các bác một cái lũa lan mặt trời Bangkok mà nó ở trên lũa, phải nói dáng rất là đẹp các bác ạ. À, bình thường cái lũa thì cũng không còn nữa, nó hết rồi. Trong vườn chỉ còn những cái chậu nhỏ thôi nhé. Và hôm nay cái chậu khủng này còn duy nhất một chậu bác ạ, dáng 5 cây. Và hoa của nó là hàng chuẩn Tết các bác nhé, chuẩn hoa Tết. Đó, một năm thường các bác có từ 3 vụ hoa, nhưng mà cái lũa này của em thì hết rồi, còn có một lũa và các bác chơi vụ chính của nó là hoa Tết nhé. Lũa này em chia sẻ các bác là 1.100.000 các bác ạ, cho một cái lũa 5 cây các bác nhé. Một lũa này của em thì có 5 cây như hình các bác ạ, đây. Đó, chốt cho em với giá là 1.100.000 các bác nhé. Đây là một cái giò lan dáng gương mặt trời Bangkok lai hoàng nhạn các bác ạ. Nó rất là thơm và đặc điểm của cái hoa này thì nó rất là bền các bác ơi. Đó, anh chị các cô nhà mình sưu tầm được thì cứ gọi điện trực tiếp cho vườn nha. Gọi điện trực tiếp cho shop sẽ chia sẻ từng giò trên Zalo các bác ạ. À, tiếp theo thì em lên một cái chậu mặt trời Bangkok là nó ở trên chậu các bác nhé. Cái chậu này nó ở trên chậu này. Đó, anh chị các cô nhà mình sưu tầm được thì chốt cho em nhé. Cái chậu này thì nó ở trên chậu thì có 2 cây các bác ạ. Và nó lỗi một cái lá là đây này. Con rồi ấy, thằng con trai ấy, nó đá banh này nó đá vào ngọn. Gãy mất một ngọn thì em chia sẻ các bác mã này với giá là 220.000 các bác nhé. Gọi là cái giá thanh lý thôi. Còn một cây như thế này các bác mua thị trường không dưới 380-450 một cây. Thì cái chậu này em chia sẻ các bác là 220 các bác ạ. Gọi là cây lỗi nhé. Thì em chia sẻ với giá là 220.000. Đó, anh chị các cô nhà mình sưu tầm thì cứ gọi điện trực tiếp cho vườn các bác nhé. Tiếp đến thì em chia sẻ các bác đó là một cái chậu lan quế tím các bác ạ. Một chậu lan quế tím này các bác ơi. Đây được thuần trên một cái trụ gỗ và trên một cái chậu các bác nhé. Cái hàng này nó thuần đã được 3 năm tuổi rồi. Để mà có một cái lúa quế tím như thế này các bác biết rồi. Quế tím thì nuôi nó rất là lâu các bác ạ. Nên là anh chị các cô mình sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho em nhé. Quế tím chốt cho em là mã này T1 các bác ơi. T1 quế tím em chia sẻ mọi người với giá là, rồi hôm nay mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng em chia sẻ các bác giá này với giá là 600.000 các bác nhé. 600.000 cho cái mã T1. Một giò quế tím các bác nhé. T1 quế tím em chia sẻ với giá là 600.000. Tại vì dòng quế tím thì hoa nó vừa thơm vừa sai các bác ạ. Nó rất là sai cho cái mã T1 quế tím các bác nhé. Đó là một cái giò quế tím này nó rất là đẹp luôn các bác anh chị các cô nhìn mình nhé. Đây. Nhất cái dòng này nó sai hoa và nó rất là đẹp các bác anh chị các cô mình ạ. Đấy. Quế tím bác được sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho vườn các bác nhé. Đây. Các bác có thể ghép lũa, nói chung là nó rất là đẹp và nó sai hoa các bác ạ. Đó, quế tím cho cái mã T1 các bác nhé. T1 của chậu quế tím này nó rất là VIP luôn anh chị các cô mình ạ. Tiếp đến thì em chia sẻ các bác đó là một cái chậu bên cái chậu của mình con to các. Đó, các bác sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho vườn các bác nhé. À, đây thì em liên tiếp này. Đây các bác, chị các cô mình ơi, em có một cái chậu cửu long cao phong, nói chung là hàng khủng các bác ạ. Đó, chị các cô nào mà sưu tầm cái siêu phẩm thì chốt cho em là đặc biệt trong cái ngày mùng 1 này các bác nhé. Ở hoan hỷ các bác tri ân mở hàng ạ. Ở hoan hỷ các bác tri ân mở hàng giá rẻ các bác nhé. Một cái giò cửu long cao phong khủng ở trên một cái chậu nghiến các bác ạ. Đây. Chậu này hôm nay em chia sẻ các bác với giá là 1 triệu các bác nhé. 1 triệu cho một cái chậu cửu long cao phong siêu to khổng lồ các bác nhé. Giò này thì rất là to rồi. Đấy, nói chung là ai sưu tầm cái hàng tác phẩm thì các bác chốt chân một cái chậu cửu long khủng các bác nhé. Đấy, cửu long thì em đã chia sẻ mọi người lúc nãy, các bác xem mặt hoa thì mọi người biết rồi. Và tiếp đến thì em giới thiệu các bác đó là một cái chậu lan bạch nhạn các bác ơi. Bạch nhạn hoa trắng nhất cả nhà mình. Nhưng mà nó là hàng siêu phẩm, cây rất là lớn, mời các bác ngắm này. Đó, đây là một cái chậu bạch nhạn các bác nhé. Cây khủng như thế này em có một chậu duy nhất thôi. Vì nó là tác phẩm, các bác nhìn toàn bộ là cây. Cây chọn lọc các bác nhé, cây chọn lọc cây này. Đấy. Cây rất là to luôn và bác nào sưu tầm chậu này em chia sẻ với giá là 650.000 các bác nhé cho một cái chậu bạch nhạn. Và dòng này nó là hoa trắng các bác nhé, rất là đẹp và sai. Đó, bạch nhạn các bác ơi, mời các bác ngắm từng cây này. Cây này nó rất là to luôn, chậu này của em 1 2 3 4 5 6 cây các bác nhé. 6 cây bạch nhạn các bác nhé. Anh chị các cô nhà mình vừa sưu tầm bạch nhạn thì chốt cho em nhé, 650 các bác ạ, 650. Những bạch nhạn hoa vừa sai vừa đẹp các bác ơi. Đó, bạch nhạn hoa vừa sai vừa đẹp. Đó, anh chị các cô nhà mình sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho vườn các bác nhé. Mình đã ghi trên bài rồi. Đó, tiếp đến thì em đã chia sẻ các bác đó là một cái chậu lan trầm tím của rừng Điện Biên mà thề các bác luôn là like những ngày hôm trước mọi người ạ, 4-5 bác cùng bọn em cái trầm tím mà lên, tại vì mỗi hôm nó chỉ có một giò thôi lên là khách lấy nên cũng không còn nên về cái về cái chậu này thì nó là rất là đẹp các bác ạ. Và trầm tím Điện Biên này thì nó cực kỳ là thơm các bác nhé. Anh chị các cô mình sưu tầm được cái giò trầm tím này thì em chia sẻ với giá là
400k các bác nhé, 400k cho cái chậu trầm tím Điện Biên các bác ạ. Đó, trầm tím rừng Điện Biên thì nó có ưu điểm là sai hoa và rất là thơm các bác nhé. Tiếp đến thì em chia sẻ các bác một cái chậu quế tím được thuần trên cái trụ gỗ các bác ạ. Đây là thuần trên một cái trụ gỗ này. Đấy, vừa trên chậu gỗ vừa trên trụ gỗ này nói. Cái giò này của em thì cây rất là lớn các bác nhé, cây rất là to. Và mã này anh chị các cô mình sưu tầm được em chia sẻ là 650k các bác nhé. Cũng không còn nhiều các bác ơi, hôm trước có những anh chị mình lấy 2-3 lũa quế tím đấy. Đấy, 650 cho cái lũa quế tím này các bác nhé. Và mã này chốt cho em là quế tím 2 nhé, quế tím 2. Đấy, ở trên chậu gỗ các bác nhé, cái này ở trên chậu gỗ này. Đó, chia sẻ các bác là 650k cho cái ngày mùng 1 các bác nhé. Quế tím anh chị các cô mình ạ. Và các bác sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho vườn theo số là 0977842981 các bác nhé. Rồi tiếp đến thì em chia sẻ các bác đó là một cái giò tam bảo. Một cái giò tam bảo nó lai cái dòng bát bảo tiên của Hòa Bình đấy các bác ạ. Mà mỗi hôm cách nhà em lấy rất là nhiều đây các bác ơi. Đây là một cái giò tam bảo lai bát bảo tiên của Hòa Bình các bác nhé. Giò này phải nói gọn đẹp, rất là đẹp luôn các bác ạ. Anh chị ơi cô mình sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho vườn nhé. Đây. Đấy. Tam bảo lai bát bảo tiên các bác nhé. Các bác chốt cho em là như vậy để cho một cái sưu tầm cho vườn dễ. Tam bảo lai bát bảo tiên của Hòa Bình tại cái dòng này thì nghe nó hoa đặc điểm của nó thì rất là sai và thơm các bác nhé. Đó anh chị các cô nhà mình mà sưu tầm được thì chốt cho em cái giò này. Đấy, cái dòng này hoa của nó cái màu hồng hồng tím tím các bác ạ, nó không có nghĩa là màu vàng tím mà nó là màu hồng hồng tím tím. Đó, cái giò tam bảo lai bát bảo tiên thì em sẽ chia sẻ các bác với giá là 500k một giò các bác nhé. Đây cái giò này của em thì đẹp lắm các bác, 500k cho một giò, một bát ngọn này. Nó ngọn rất là đẹp luôn, chất lượng của cây này các bác ơi. Đó, ghép 4 năm rồi các bác nhé. Anh chị ước cô mình sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho em vườn nhé. Với giá là 500k các bác nhé, 500k cho cái giò này. Đây, rất là đẹp luôn các bác, anh chị ước cô mình nha. Anh sưu tầm được gọi điện trực tiếp cho vườn nhé, 500k. Rồi tiếp đến thì em chia sẻ các bác đó là một lũa nhạn thẳng tư. Đấy, tiếp đến thì em chia sẻ các bác đó là một lũa nhạn tháng tư buôn đôn các bác nhé. Đây, nhạn tháng tư của rừng buôn đôn này, nó dòng này thì hoa nó rất là đẹp các bác ạ. Và cái lũa này của em thì nó khá là nhiều con các bác nhé, nó rơi vào tầm 18 à chết rơi tầm 20 mấy con nhạn các bác ơi, 20 mấy con nhạn này. Phải nói một cái lũa siêu vip như thế này em chia sẻ các bác với giá là 2 triệu các bác nhé. 2 triệu cái mã này chị ân cho cái ngày mùng 1 các bác ơi. Này, đây là nhạn rừng buôn đôn các bác nhé, rất là nhiều con luôn. Đây một lũa nhạn rừng buôn đôn ạ. Em chia sẻ với giá là 2 triệu các bác nhé. Rồi tiếp đến thì em giới thiệu các bác đó là một cái lũa lan đai châu rừng các bác nhé. Đây là châu rừng bạc hay còn gọi là châu rừng buôn đôn các bác. Cái lũa này của em thì có 8 cây nhé, 8 cây châu rừng ạ, đang bắt đầu đi nụ của các bác nhé, đang bắt đầu đi nụ rồi. Và lũa của nó thì có hơi độ mục một chút các bác ạ, nhưng mà để nói là nó mục như mình các bác còn chơi khoảng 3-4 năm tuổi nữa cho em nhé. 8 cây rồi, cái giò này em bán chia sẻ chị ân các bác cho cái ngày mùng 1 em chia sẻ với giá là 860k các bác nhé. 8 cây châu mà em chia sẻ 860k cho cái lũa lan đai châu rừng các bác nhé, 860k. Anh chị các cô mình sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho vườn các bác nhé. Tiếp đến thì là chia sẻ các bác đó là một cái lũa quế trắng tháng 8 của Hòa Bình các bác ạ. Giò khủng tác phẩm của nó là rất là to luôn các bác. Đây là một cái trụ quế trắng tháng 8 của Hòa Bình. Cái tí lên cái giò to. Đấy, anh chị các cô mình sưu tầm được cái lũa này thì chốt cho em các bác một cái giò quế này. Nó siêu to vật vã. Đây là dòng quế trắng tháng 8 Hòa Bình. Các bác sưu tầm được cái lũa này em chia sẻ với giá là 1.800.000 các bác nhé, 1.800.000. Đó, các bác sưu tầm được thì chốt cho vườn với giá là 1.800.000 các bác nhé. Tháng 8 Hòa Bình các bác chốt cho em là quế 1, quế 2 này, quế 2 của em ngọn này to lắm các bác ơi, ngọn khủng. Đây là một trụ quế Hòa Bình tiếp theo các bác nhé, quế 2. Các bác chốt cho em cái mã quế 2 này em cũng chia sẻ là 1.800.000 nhé, 1.800.000. Quế trắng tháng 8 Hòa Bình các bác nhé, giò rất là khủng. Cái mã này chốt cho em mã là quế 2 các bác nhé, quế 2. 1.800.000 các bác ơi, mình ngọn quế này. Giò này của em thì có 2, 4, 6, 8 ngọn quế các bác nhé. 8 ngọn quế em chia sẻ 1.800.000 các bác ơi, 1.800.000 cho quế Hòa Bình các bác ơi. Mình sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho vườn ạ. Em bảo sắc tăng ra trắng trên đó như mấy giò táo. Tiếp đến thì em giáo chia sẻ các bác đó là một cái rễ tam bảo sắc hoa vàng các bác nhé. Tam bảo sắc hoa vàng, chung là cái dòng này nó vàng à. Vàng nó rất là đẹp luôn các bác ơi, vàng này. Vừa thơm vừa đẹp đấy.
Một cái dề tam bảo sắc hoa vàng các bác chốt cho em là tam bảo sắc 1 nhé. Tam bảo sắc 1 thì em chia sẻ các bác mã này với giá là 350k các bác nhé. 350 cho một cái dề tam bảo sắc hoa vàng. Hàng đã được thuần 4 năm tuổi các bác nhé. 350 các bác nhé. Cái dòng này nó là hoa vàng các bác ơi. Hoa vàng các bác ạ. Cái dòng này nó là tam bảo sắc hoa vàng. Nói cái dòng này thì nó rất là đẹp các bác ạ. Và hoa của nó thì rất là sai luôn. Anh chị các cô mình sưu tầm được chốt nhé. 350 các bác nhé, 350. Anh chị các cô sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho vườn nhé, theo số 0977842981. Rồi tiếp đến thì em chia sẻ các bác đó là một cái dề tam bảo sắc hoa trắng tím của Điện Biên các bác ạ. Và đặc điểm của cái dòng Điện Biên thì nó thơm, không những thơm mà bông nó rất là to các bác nhé. Và tam bảo sắc Điện Biên thì nó có phông màu là trắng tím các bác ơi, trắng tím nhé, cho một cái lỗ tam bảo sắc Điện Biên to như thế này. Đó, anh chị các cô thì mình sưu tầm được cái chốt cho em lỗ này. Em chia sẻ với giá là 650k các bác nhé. Đây, 650 cho cái giò tam bảo sắc Điện Biên như hình này các bác nhé. Tam bảo sắc Điện Biên hoa trắng tím các bác nhé. Rồi này, em chia sẻ là 650 các bác nhé. Đây, nói chung là giò này rất là đẹp luôn. 650 các bác ơi, cái dòng này là hoa trắng tím các bác nhé. Và đặc điểm của hoa trắng tím thì bông nó rất là to các bác ạ. Bông nó rất là to. Anh chị các cô mình sưu tầm được thì lại gọi điện trực tiếp đến số điện thoại em đã ghi trên bài các bác nhé. Đây đó là dòng hoa trắng tím các bác ạ. Đó, chị các cô mình sưu tầm được gọi điện trực tiếp cho em nhé. Dạ, tiếp đến em giới thiệu các bác đó là một cái lỗ lan đuôi cáo các bác. Đây một cái giỏ cáo thì nó rất là to các bác ạ. To và cái lá thì nó có bị cháy các bác nhé. Tại vì cái thời tiết vừa đây là do nó nắng quá nên là nó cháy. Rồi các bác chốt cho em là một cái giỏ cáo cao bằng. Cáo cao bằng. Cái giỏ này bác là sưu tầm mà em chia sẻ với giá là 630k các bác nhé. Chị ân đến ngày mùng 1, nói chung là rất là nhiều con. 2, 4, 6, 8, 10. Để rơi vào tầm 12, 13 con cáo các ơi. Đây, mời các bác ngắm này. 630k với một cái giò cáo siêu to này các bác. Đây, cáo 630. Cái giò cáo cao bằng các bác nhé. Cáo cao bằng. Đấy, chị các cô thì siêu to. Cho vừa các bác nhé. Đây, lên giới thiệu các bác đó là một cái giò cán hòa bình. Có thể nói là cái dòng lá mít các bác. Lá mít các bác. Phải nói trong là một trong những dòng nó rất là sai hoa các bác, nó sai hoa nhất trong các tốt hoa lan thời điểm các bác ơi. Thần thủ này. Đấy, một cái giỏ án hoa bình lá mít thủ như thế này, anh chị các cô mình sưu tầm được em chia sẻ với giá là 650 các bác nhé, 650k giỏ này của em, 6 thân hoa các bác nhé, 650. Anh chị các cô sưu tầm được gọi điện trực tiếp lên vườn các bác nhé, thần 1,5 mét hơn các bác ơi, 1,5 mét hơn nhé, 650k các bác nhé. Anh chị các cô thì mình sưu tầm được gọi điện trực tiếp cho em nhé. Đây là cái giò này của nó là giò nhỏ hơn nhé. Giò nhỏ hơn anh chia sẻ các bác là 280k các bác nhé. 280 các bác nhé, 280 giò này của em 4 thân hoa nhé. 4 thân hoa các bác ạ. Đây là một trong cái giò áo mà rất là nhiều hoa và sai hoa các bác nhé. Giò này em chia sẻ với giá là 280k các bác nhé, 280. Đó, anh chị các cô sưu tầm được gọi điện trực tiếp cho shop nhé. Nhất nó sai hoa và nó rất là dễ hoa các bác ạ. Anh chị các cô mình sưu tầm được thì chốt cho em nhé. Ám hòa bình một trong những cái dòng nhiều hoa và nó dễ hoa và đồng thời nó rất là sai hoa các bác ạ. Đó, anh chị các cô thì mình sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho vườn các bác nhé. 280k cho cái giò thứ hai. Anh chị các cô thì mình sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho vườn các bác nhé. Thì em gái sẽ Zalo cho từng giò, tại vì bên em có cả giò nhỏ các bác ơi, có cả giò nhỏ nhé. Anh chị các cô sưu tầm mình gọi điện trực tiếp cho vườn nhé. Được phải chọn chỗ to to treo trên trên bãi vườn. Đó, cứ gọi điện trực tiếp đến số điện thoại bên vườn, em gái sẽ Zalo cho. Rồi tiếp đấy thì em giới thiệu bác đó là một cái chậu nữ hoàng 28 để nó rất đẹp các bác ạ. Nữ hoàng 28 mà bác chốt cái mã này cho em là N1 các bác nhé. N1 của em một chậu nữ hoàng 28 thì nó rất là đẹp luôn các bác. Anh chị các cô mình ơi, N1 đó là một chậu nữ hoàng 28, em chia sẻ với bác chậu này với giá là bình thường cái đơn này em bán 380-450, hôm nay mở hàng mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng và với giá là 250k các bác nhé. Một chậu nữ hoàng 28 và nó là đẹp xuất sắc các bác nhé. 250 nữ hoàng 28 chốt cho em là N1 nhé. N1 và một chậu nữ hoàng 28 thì nó rất là đẹp các bác ạ. N1 em chia sẻ với giá là 250 các bác nhé. Đó, bác nào sưu tầm nữ hoàng 28 thì chốt cho vườn nhé. Chị em cho cái ngày mùng 1 anh chị các cô sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho vườn các bác nhé. Một chậu nữ hoàng 28. Rồi tiếp đến những giới thiệu người đó là một cái chậu bệt ma bó các bác. Đây một cái chậu bệt ma bó này. Khách nhà em sưu tầm nhiều nhất luôn, tại vì cái dòng bệt này các bác biết lưỡi bệt nó rất là đẹp. Anh chị các cô mình sưu tầm được cái giò bệt ma bó này chốt cho em với giá là 250k các bác nhé.
một chậu bệt ma bó, và đặc điểm là của ma bó nó có cái lưỡi bệt thì nó rất là đẹp các bác ạ. Tại sao bữa trước có những anh chị các cô mình sưu tầm cứ từ 3 đến 5 chậu ma bó các bác ơi. Anh chị các cô sưu tầm ma bó thì chốt cho em nhé. Đặc điểm của ma bó này cái lưỡi bệt nó rất là đẹp các bác ạ. Anh chị các cô mình sưu tầm ma bó thì chốt cho em nhé, 250 các bác nhé. Đó, riêng cái dòng ma bó này cách em sưu tầm nhiều nhất luôn. Đó, anh chị các cô mình sưu tầm được thì chốt cho vườn nhé, một giò bệt ma bó nhé. Tiếp đến thì em chia sẻ các bác đó là một cái chậu cát tím các bác ạ. Đây là một cái chậu cát tím này. Chị các cô mình sưu tầm được chốt cho em chậu này thì đang có mèo các bác nhé. Đấy, cát tím đang có nụ của các bác ơi, chậu này đang có nụ, đây mời các bác ngắm đi. Nụ này nụ rất là to. Và đối với chậu to khủng như hình này em chia sẻ các bác với giá là 300k cho một chậu cát đại khủng nhé. Đây nó là dòng cát đại pha thơm các bác nhé. Bông nó rất là to bằng cái bát ấy. Chậu khủng này em chia sẻ với giá là 300k các bác nhé. Nói chung là chậu thì không dưới 20 cân các bác nhé. Chậu cát không dưới 20 cân. Đã em chia sẻ với giá là 300k cho một chậu các bác nhé. Đây có chậu cát này, bác ơi, chậu này của em thì nó có mèo nụ các bác, có mèo nụ rồi nhé. Đấy cũng không dưới 20 cân, em cũng để 300k cho một chậu. Và cái chậu này của em là chậu trắng tím các bác nhé, chậu trắng tím cũng đang có mèo rồi. Đấy, em có những cái chậu màu vàng cam nhung các bác ạ, màu vàng nhé, hoặc là màu cam hay màu vàng chanh lưỡi đỏ nhung đó. Nó cũng giá là 300k cho một chậu các bác nhé, 300k cho một chậu. Anh chị các cô sưu tầm được gọi điện trực tiếp cho vườn nhé. Rồi tiếp đến thì em lên những cái chậu lan thanh đạm các bác. Đấy, bình thường như mọi lai thì khách của em cứ lấy 2 chậu, 3 chậu 1. Và em chia sẻ là 350k một chậu. Nhưng trong cái lai ngày mùng 1 anh chị các cô mình sưu tầm được em chia sẻ là 250k một chậu nhé. Nó nào lấy một chậu là 250. Còn anh chị các cô mình lấy combo một cặp là em để là 480k cho một cặp nhé. Đấy, dòng này nó là thanh đạm, các bác ơi, thanh đạm Indo Hoa Tết nhé. Bác chị các cô mình cần được để gọi trực tiếp trong vườn các bác nhé. Tiếp đến thì em chia sẻ các bác những cái lũa Denso da da cả nhà ơi, đây là những cái lũa Denso da da đang nhìn nụ hoa hết các bác này. Mấy chị các cô nhà mình sưu tầm được những cái lũa Denso da da này em chia sẻ là 280k một giò nhé, 280 cho một cái giò Denso da da các bác nhé. Mấy chị các cô nhà mình sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho shop các bác nhé. Đấy, đây các bác ơi, không phải là giò nào có nụ hoa các bác ạ, nó rất là nhiều màu chứ không phải một màu các bác nhé. Đây rất là đẹp, 280 này, da da số thứ hai này. Đấy, ra ra số 2 nhé, 280. Đó, tiếp đến thì em giới thiệu nhé, đó là những chậu kiếm các bác. Đây là cái dòng kiếm hoa xanh các bác nhé. Cái dòng này hoa xanh của nó như xanh huế ấy, chứ nó không được sắc nét như xanh huế thôi, và măng nó hơi dày các bác ạ. Măng của nó thì khá là dày nha. Về các bác tách măng mọi người chia chậu cho em nhé. Đây một chậu kiếm như hình em chia sẻ các bác với giá là 220k một chậu các bác nhé. Đây vòi hoa đây các bác ơi, hoa của nó chuẩn là hoa xanh các bác nhé. Em chia sẻ là 220k một chậu ạ. Rất là to các bác ơi, rất là to nhé. Và giá là 220. Anh chị các cô mình sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho shop các bác nhé, 220k. Đó, các bác sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho em nhé. Tiếp đến thì em giới thiệu các bác đó là một cái lũa lan đai châu rừng rất là khủng các bác ạ. Lũa này rất là khủng này. Tí em lên cái lũa đai châu đồng rừng nhé. Đây lũa này của em thì có 8 cây, thậm chí là có những cây bồng con rất là lớn các bác nhé. Đây lũa châu khủng này thì bình thường bác mua không dưới 2 triệu rưỡi một lũa. Và như trong cái live ngày hôm nay em chia sẻ các bác là 1.350.000 nhé. Đây châu rừng, châu rừng bản đôn hay còn gọi là châu rừng bôn đôn các bác ạ. Đây phải nói rất là to và thư thoảng nó có vết dám nắng các bác nhé. Hay còn gọi là cái rười vàng nó bị châm ấy. Nó châm mất một tí nhưng phải nói là cái bản của nó khô đét các bác ạ. Đây các bác ơi nhìn này, nó rười vàng châm mất một tí thì ti nhé. Đây nữa này, bị mất 2 vết các bác ạ. Nói chung là cây rất là khỏe nhé. Em chia sẻ là 1.350.000 nhé. Đai châu rừng buôn đôn các bác nhé, hàng rất là vip luôn. Anh chị các cô sưu tầm được thì gọi điện cho tôi. Rồi tiếp đến thì em chia sẻ một cái chậu coqui các bác ơi, đây là cái dòng corat coqui. Và bình thường các bác mua một cây coqui nó dao động từ 380 đến 450 một cây. Và cái